Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tập hợp cho các bạn coi 50 cây sứ con. Nó thực tế cái 50 giờ nó còn có 48 cây. Hôm qua mới lấy về, mở cái hộp ra, ở trên công ty sinh 2 cây. Đây là sứ con. Sứ này họ nói là 3 tháng tuổi nữa các bạn. Trồng hay ghê ha. Mình trồng cũng méo quá. Trời, trồng 3 tháng được cúc vậy. Bán 7.000 một con. 7.000 là 7.000 là chưa tính tiền ship. Nếu mà tiền ship luôn á là thêm 1.000 một cây nữa. Tính ra là 8.000 một cây các bạn. Mình không ngờ là nó nhiều đến mức độ như thế này. Mình sẽ trồng chơi cho vui. Giờ không có chậu để trồng luôn mới ghê. Đó. Nó nhỏ xíu à. Thấy không? Chỉ bằng ngón tay cái thôi không? Có cái thì nó bằng ngón trỏ nữa. Nè. Về mình trồng. Bây giờ các bạn muốn trồng kiểu gì thì cũng được. Chân dài, chân ngắn, chân tùm lum gì đó. Cái này là bạn có thể trồng theo ý của mình nè. Nếu giỏi thì trồng ra một cái bình bự cho bắt lửa, còn không thì trồng đủ thứ trên đời. Khỏi phải đi gieo, tại một mua một hạt đã 2.000 rồi các bạn. Nếu một hạt 2.000 xong mình trồng, mình gieo và tùm lum la cho nó đâu được gì đâu. Này về là trồng vô địch luôn. Trồng một mớ này chơi. Rồi đó. Bây giờ mà trồng không biết gì, ba lớn gì mình ghép được chưa ta? Đó không? Những cái câu hỏi đó là không có ai trả lời hết trơn. Có người có thể là có người trả lời á. Nhưng mà có lẽ như có vẻ như có cảm giác là mình không có tin nữa không? Nên bữa nào mình sẽ lấy cái này ra mình làm, mình thử. Mình đe nó ra mình thử. Xong rồi á, vài bữa nó lớn lên đầu mình sẽ ghép lại. Đó. Mình lựa một cái nhánh dài này nè. Xong cái mình chọt nó vô, chọt vô. Nói chung là sẽ có nhiều ý tưởng. Tại mình thấy trên mạng á, người ta làm vậy á. Nên trong đầu mình lúc nào cũng nung nấu ý định là phải làm như vậy. Nên mình phải mua mấy cây này về mình trồng. Nè không, nó bị dập luôn à. Thúi luôn bà nó. Cây này chắc đi đời à. Rồi cây này dập quá dập à. Gửi lâu mà còn hư nữa. Chán, chỗ này bán chán thiệt. Kêu gửi xe tô châu đi không chịu, gửi xe tô châu tôi ra ta lấy. Thôi gửi bưu điện cho nó sướng, chắc bưu điện vô lấy á. Rồi làm ăn hồ hơ hồ giật. Bà ơi tức. Nói mất tức. Rồi hết đó. Đây cây nó không biết đủ không. Cây chắc đủ mà. Đây là này là rơm mục rồi các bạn. Nó gồm trấu với rơm mục. Này tốt. Nhưng mà mình đây làm gì có mấy cái quỷ này, hay như cái này ổn dưới cũng mua á. Chứ không có đâu. Rồi. Giờ mình sẽ trồng. Nhìn mắc cười thiệt. Không biết giờ này mình cắt rễ không ta, để cái rễ để trồng luôn trời. Trời, ngồi cắt mớ rễ nên chắc một con sống. Mình sẽ trồng như thế nào đây? Chắc không cần cắt rễ đâu ha. Lúc đầu mình kêu nó là hỏi em có gửi luôn cái chậu được không, nếu mà gửi chậu đã quá. Gửi cái chậu luôn thì
đóng trong cái thùng lớn thôi, ship ship vô gỡ vậy dập nát mẹ trơn, gỡ cái kia nó cũng dập này, gỡ cái này cũng dập, thì gỡ cái này luôn cho rồi đi, gỡ cái chậu luôn cho rồi. Mình thấy mình không, chắc không họ gỡ chậu đâu, tại vì họ lấy là cái chậu chứ dễ gì cho mình cái chậu. Thì tính thêm cái chậu 1.000 nó đi 8.000 mà bán gì cũng lời rồi. Hình như bên Trung Lê, hình như Lê Trung gì nó cũng bán 12.000 một cây, cây cũng bự lắm, bự hơn cây này. Hôm trước định mua bên đó nè, này không biết có sự hối hận gì không biết. Kệ đi, lỡ giờ mua lên tới đây rồi hối hận khỉ gì nữa. Quyết định cuộc đời cắt ra thử cây này cho nó bị dập không, nghe không, thúi nè. Vậy còn sống ăn, ăn uống nữa, đi chân đó, đó. Một cây 8.000 thôi, để thôi có trừ hao cho mình không, 2, 3, 4, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 chính xác là 50 cây luôn, không cho được một cây. Ghê, không cho một cây mà chết một cây mới ghê. Sợ luôn. Thôi mình sẽ trồng nữa các bạn, mình kiếm gì để mình trồng đại thôi, chứ bây giờ chưa có cái gì đâu, để vô chậu hết. Đây, các bạn nào mà có thích mua, thấy người ta đang mua thì nó gì nè, nó cây nó có lớn, có cây thì lớn ngón cái, gửi lên đến hơi mềm hết rồi. Tôi không biết nó trồng sống được mấy cây, nó mềm hết rồi. Cái củ nó còn cứng, cái củ nó còn. Nói chung nó bán nó gửi kiểu này thì cũng mình trồng cũng không biết nữa, không biết là gì hết, nói chung là không biết gì hết á. Mình mới mua, mới chơi mới mua thôi, nên là bây giờ mình sẽ trồng thử. Giờ mình sẽ kiếm cái gì đó mình trồng vô thôi. Rồi, chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.